Rồi. Rồi sao mày rủ tao ra rồi mày không bắt ghế cho tao ngồi đàng hoàng? Mày lại cha tao gì tao đấm mày luôn giờ. Tự kêu phải chưa? Tự kêu mày. Kêu đi sẵn đi sỏi mày luôn. Vậy. Mày cha tao rồi đó. Chút lẽ mà tao con mày. Bay ơi bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi bay ơi. Bay ơi. Ông Tú ơi. Ông Tú. Trời ơi. Ai? Vậy. Mày không phải bạn người ta tao đấm mày rồi đó. Quả báo. Anh em mày thấy té mày không đỡ lên còn cừ nữa. Tao không phái mày nha. Tự té thế nào đứng gì chỗ đó. Khùng đó tao đang dạy mày cách tự té thế nào đứng đó. Nhưng cái vấn đề là anh em mày thấy té mày không phải đỡ tao lên hay gì mày còn ngồi mày cừ. Mày cừ chứ nỗi đau người khác rồi đó. À rồi đi. Không ngồi mày. Chóng không? Cười lắm. Gì là ngồi đó. Sao nằm giỏng luôn ai? Tao không ngồi nữa giờ nằm giỏng. Nữa. Tao không khóa mày đó. Có kêu mày chưa? Gì được không trời? Mày uống cà phê mình lên mày luôn đi. Chơi với nhau có gì đó là cũng tự. Ai út mà. Rồi bắt ông nội mày về mày theo tao ra mày cừ. Tao đi coi đi theo thứ bữa nay mày xui chứ cỡ nào. Tao xui không xui kệ bà. Ôi cậu. Nè mày thấy chưa? Thôi mày đừng trách tao. Tại tao thấy trái trứng cá rớt á. Nếu mà thiệt thôi mới nãy phạm lại. Tao không xô mày ra. Trứng cá rớt xuống rồi mày giọng mình lại người ta. Cảm ơn mày nha. Thôi nhán đừng giận tao nha. Giận mày tao chơi với ai? Đúng rồi. Không nhắn đâu. Để cho chừng tôi xúc mà mày xúc. Ngoài dính rồi đi. Trời ơi ơn mày nhèo quá. Thôi mày đi về đi. Trời ơi trời trời vậy mà nóng nực quá trời nóng nực rồi ra đây ngủ cho nó mát rồi cũng không mát nữa nực dữ vậy. Ôi gì đâu mà nóng nực thấy ghê nóng vậy á. Mới chơi game vừa vô chặn thôi mà nóng cái máy gan hết trơn. Sẵn rồi rửa cho sạch sẽ luôn. Con nhỏ đó giờ này nó không chịu ngủ trưa, ngủ bọng gì trơn, chơi hoài ta. Rồi sao giờ này mày không đi vô mày ngủ trưa, mày ngồi đó mày chơi hoài vậy? Nóng chết mà ngủ cái gì? Thì mày kiếm cái chỗ nào mát đó mày ngủ cho tao. Dạ. Ý thích thằng ơi. Rồi mày làm cái gì vậy? Thì con kiếm chỗ mát con ngủ. Nó chơi cái quạt gió tới dậy luôn hả trời?
mấy đứa này im nè, dữ dữ không ha, cái quạt gió đó mình lơ gần muốn bay mình luôn. Trời ơi trời, trời vậy mà nóng nực quá trời, nóng nực rồi ra đây ngủ cho nó mát rồi cũng không mát nữa, nực dữ vậy. Ớt tà ha, trời ơi trời, bà lôi cái nệm ra ngoài bà ngủ luôn. Ủa trời, cái sớm mình bữa nay sao trời, nhớ thường ngày nóng thì nóng chứ cũng đâu có vậy đâu. Ôi sợ cái sớm tôi luôn rồi, không biết còn cái tình trạng đó nữa không, để đi coi nữa coi. Trời chợ cái sớm thành công nhận coi còn cái gì nữa không. Ớt tà ha, à nó leo lên tới cây trên trời nó nằm luôn. Trời ơi trời, bộ nắng ghét mà dậy luôn hả. Ồ thiệt tình là sợ cái sớm luôn rồi đó, để đi coi thử còn tình trạng nào nữa không. Alo, anh chạy vô chưa, chút xíu nữa hơn nửa tiếng nữa hả. Gì anh chạy vô đi nghe, anh đứng anh đợi nè. Ủa đâu gì vậy, làm gì ở đây vậy? Ngồi vậy tao đợi container vô. Ý thân thằng chào thằng cái đường mà lớn công nhân ơi vô hả? Ừ. Ai ai ai. Mà bà thấy bữa nay cái shop mình lạ lạ không? Lạ gì? Tao thấy bình thường lạ gì? À, cái gì mà bình thường trời? Có này tao lạ nè. Lạ gì lạ? Khen tiếp. Ý là tao thấy bà mỗi sáu á, bà lo nguyên cái nệm ra bà nằm bà ngủ. Thấy bình thường mà. Rồi một đứa thì leo lên trên cây ngủ. Cũng bình thường mà. Còn đứa nhỏ xíu thì lo cây quạt đâu công nghiệp bành kia vậy nè. Tao đứng thổi muốn bay tao luôn. Hay là nhà nó hư quạt kia rồi lấy quạt đó. Không, ý là cái vấn đề là bữa nay tao thấy cái sớm mình nó lạ, ngủ cái kiểu gì mà ngủ trưa mà tao thấy là lạ không à mày ơi. Thường ngày đâu có vậy đâu. Trời mày sợ quá, tại vì trời thời tiết nắng 30-40 độ thì tao ngủ vậy bình thường có đâu. Nhưng mà cái vấn đề là bình thường ngủ cũng bình thường đi, bữa nay cái gì mà trở lạ trời, mày nhìn thấy kỳ lắm kìa, tao nói mày kỳ lắm, không biết nói làm sao luôn á. Ủa rồi bình thường mà, tại vì trời nắng quá thì tao ra ngoài tao ngủ lên cây cho mát, còn quạt gió nhỏ không đủ thì tao lấy quạt gió bự. Rồi mày điện cái gì mà vô vậy? Tao điện chiếc container vô đây, tao đang đợi nè. Ủa container chở gì? Chở nước đá vô tắm nè, vô chấm nằm nữa cho mát chứ nực quá. Cái sớm này không chờ chứ cá nằm thôi, tao cho mày nằm cá.